Và em không biết em nói đâu, là em chỉ gặp là em nói một câu một à, anh thì thích em á, anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha, em là bạn gái anh luôn, em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em có nói nhiều, em không biết nói sao. Em chưng hửng luôn á. Thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à, nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để giống như là có một người nam trong gia đình, thì tại vì bà cũng sợ. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được. Nói vậy em đâu có nỡ lòng, được. Bạn bè mà rủ đi cà phê hay là họp mặt hoặc là ai đó lâu ngày gọi ra cà phê này nọ, không bận rồi, phải chở con đi chơi, chở con đi nhà sách, chở con đi chơi đồ này nọ, kẹt lo cho con, kẹt lo cho con rồi. Nhưng mà anh không có nói với bạn là kẹt lo cho con. Xin chào, chào Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Giờ em tên là Lê Trần Tất Đạt, là tên thật, đại danh là Phong Đạt. Rapper Phong Đạt. Là tính ra năm nay là em cũng 43 rồi. 43. Trời ơi, rõ tôi có tuổi đó. Trời, nó 43. Em trẻ lắm, chị nói thiệt. Dạ. Chính là em là ca sĩ, thì bây giờ thì em cũng đi hát nhưng mà ít thôi. Em chuyển hướng qua làm về studio phòng thu. Mời vợ của Đạt, một cô ca sĩ rất xinh đẹp. Em chào chị Hồng Vân, em chào ông Quốc Thuận và em xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Phụ Như Nhã Trúc. Em năm nay em 44 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh tự do. Em mua bán thời trang. Mình hỏi lại cái giai đoạn mà hai đứa lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Hồi xưa thì nhóm Oxy thì chạy rất là nhiều tụ điểm ca nhạc, đi cũng chạy nhiều. Mà lúc nào bà này cũng phải diễn trước. Cái nhóm Oxy này là hai chị em nhỏ con nhưng mà sao hát live rất là tốt. Thì đã tạo giống như mình cái ấn tượng mình không tin được. Bà này hát trước là từ em đứng coi. Bà rất là nhỏ nha, eo nhỏ xíu, bọng rất là mạnh. Thì từ đó em mới thấy là bà này cũng dễ thương. Cái đoạn đó là năm mấy vậy? 2002, 2003. Mà em có biết là Đạt để ý mình không? Dạ không, em hoàn toàn không biết luôn ạ. Lúc đó có người yêu chưa? Dạ chưa luôn. Cái ấn tượng của em khi mà biết anh Đạt á là đó là chương trình Giai Điệu Tình Yêu. Tình cờ cái lúc em ngồi đang make up đi hát á thì tự nhiên em thấy đi diễn ở trên cái chương trình đó. Mình nói chà, anh này nhìn cái mặt bét bôi quá, nhìn ngầu ngầu lạnh lạnh quá. Nhưng mà cũng không có nghĩ là ảnh để ý mình rồi. Thì sau khi mà cái hôm đó tụi em diễn ở phòng trà 2B đó anh, đó thì em vừa mới đến thì anh Đạt anh đã đến trước rồi. Tự nhiên cái ảnh đến nó nói chuyện với em, cái ảnh xin số phone của em. Cái em ngạc nhiên lắm, em còn nghĩ là ảnh ghẹo em nữa. Ảnh nói anh thích em lắm á, em có thể cho anh xin số phone được không? Ồ, dạ. Nó ít nói lắm. Ít nói mà nói vậy đó anh. Cái rồi ha. Dạ, dạ. Chấn thương người ta đó. Em bị sốc, cái lúc đó em đang đứng á thì em trố mắt, em dòm vậy nè. Thì mình nghĩ là đồng nghiệp thì ok mình cho. Tối về cái nhắn liền luôn anh. Hôm sau là em lại bay Hà Nội, em có cái show Hà Nội. Mấy ngày đó là hai đứa chỉ có gọi điện với nhắn tin nhau thôi. Dữ dội lắm, lúc đó tấn công em dữ lắm á. Em kể cái lần đầu tiên mà hai đứa đi chơi với nhau đi Đạt. Em rủ bà đi ăn giống như là ăn kem thôi, ở một cái quán ở trên đường Hai Bà Trưng á. Và em không có biết ăn nói đâu, rồi em chỉ gặp bà này em nói một câu một à, anh thì thích em á, anh chỉ muốn là bắt đầu từ hôm nay nha, em là bạn gái anh luôn, em là bạn gái anh luôn. Trời ơi, một câu mà em không có nói nhiều tại em không có biết nói làm sao. Em chưng hửng luôn á. Thì cái ngày hôm đó là cái ngày mà em bay Hà Nội về, thế là ảnh đèo anh đi ăn kem hút đi với lại ăn mì Ý. Thì vô vừa mới có order thôi anh, thì người ta vừa đi thực nấu món hay làm món. Ở đây anh nói anh tỏ tình với em mà vậy. Em chưng hửng, em ngỡ ngàng đến ngơ ngác luôn á. Nhưng mà em có quyền từ chối mà. Mà sao lúc đấy em lại không từ chối, em không nói gì, em ngồi nín thinh luôn. Không dám từ chối đâu, nói em rồi. Dữ dội lắm em. Đã thích từ lúc qua màn hình nhỏ rồi. Thích rồi, thích tôi rồi. Nghĩa là 4 ngày là nhận được cái lời tỏ tình rồi. Dạ. Rồi á là từ đó đổ đi là chính thức yêu nhau. Dạ lúc đầu là em với Trúc quen luôn á. Bạn có khi nào rủ về ở nhà chung không? Trời ơi sao anh biết hay vậy? Đến bao lâu thì mới rủ về ở chung? Chắc tháng hay sao á. Bà nói là tại bà ở dưới quê lên, bà sẽ mướn một cái phòng ở trên thành phố này. Bà nói là thôi thì ở đây cũng toàn phụ nữ không à, nên là nếu mà anh em quen nhau rồi thôi thì dọn qua ở chung đi, để giống như là có một người nam trong gia đình, thì tại vì bà cũng sợ. Em đâu có từ chối được, mặc dù em muốn lắm nhưng mà em đâu có từ chối được người ta. Nói vậy em đâu có nỡ lòng, đâu có nỡ lòng được. Yeah. Đó má mới nói chuyện với hai đứa em thì má mới cho anh Đạt một cái căn hộ. Nói thôi tại vì em thuê một cái phòng trọ, mấy chị em ở chật chội rồi anh Đạt ảnh qua bên đó ở rồi. Má nói trời ơi sao mà cái căn phòng như thế này mà con mình nó chịu bỏ nhà của mình mà nó về bên đây nó ở rồi tới này tới kia nóng nực đồ này nọ đó. Cái má mới xót ruột, má nói thôi má cho cái căn hộ này tụi con về tụi con ở. Năm đó là 2003 là bắt đầu tụi em dọn ra về cái căn hộ và căn chung cư đó. Coi như là quyết định là cưới luôn á. Dạ dạ. Tụi em về thời gian nữa khoảng 2 năm mà mới cưới. Dạ. Nhưng mà cái đó giống như là một cái cột mốc là trong cuộc đời em, là coi như bả lắm, như là gán cho em một cái trách nhiệm luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Bởi vì cho nên bây giờ hỏi từ cái lúc đóng dấu đi, hai đứa về ở chung với nhau ở cái căn chung cư đó thì bắt đầu là tật xấu gì lòi ra. Tại vì chắc chắn là cưới rồi. Cưới là cưới, có con hết trơn hết trọi rồi. Ủa là mấy năm ta? Là từ 2003 cho tới bây giờ là 20 năm. Ừ, đúng không? Không nhớ cái lúc đó em với Trúc mà đăng ký kết hôn là 2005. 2 năm là tới đây là cũng 18 năm. Mình chỉ biết cái ngày mà bắt đầu mình chính thức mình dọn về ở chung với nhau như vợ chồng á, thì bắt đầu lòi thêm những tính xấu gì ra nữa. Thật ra thì anh Đạt thì không có nhiều tật xấu. Tức là trước khi mà lập gia đình, trước khi có một cái gia đình mà gọi là chỉnh chu á, thì ảnh vô tư lắm, không có sâu sắc. Nhưng mà đến khi mà đã có một cái gia đình, đã có một cái mái ấm, và nhất là khi bé lớn nhà em bắt đầu chào đời, thì mọi thứ bắt đầu nó sắp xếp lại. Ảnh gần như là tuyệt giao với bên ngoài, tức là không bạn bè. Trúc ơi, tôi từng lạc đề nha, Trúc nha. Xấu nha Trúc nha, cũng lạc đề rồi nha. Vợ chồng của em là từ lúc mới bắt đầu có bé đầu tiên đó, là hai vợ chồng chỉ có cắn đắng với nhau trong cái vấn đề nuôi dạy con. Dạ, tức là giống như là suy nghĩ của em hướng con theo một hướng, nhưng mà anh Đạt lại là có cái suy nghĩ dạy con lại theo một cái chiều khác. Thì bây giờ anh có ép em là phải theo hướng của ảnh hay không? Ảnh kêu em thay đổi, tức là ví dụ là em áp em đó là tấn xấu. Đó là tật xấu đó. Dạ, không cần phải giải thích. Có nghĩa là mỗi đứa một hướng, nhưng mà anh muốn em phải là theo ý của anh. Em dạy con là theo cách của tôi, theo cái cách của anh nhiều hơn, đúng không? Dạ. Đó là tật xấu đó. Là gì nữa không? Có ham mê gì nữa không? Ham mê có ham mê, còn mê xe cộ nữa, xe cộ, điện thoại nữa, đồ điện tử. Mê con dữ không? Thí dụ mê lắm anh, bạn bè mà rủ đi cà phê hay là họp mặt, hoặc là ai đó lâu ngày gọi ra cà phê này nọ, không bận rồi, phải chở con đi chơi, chở con đi nhà sách, chở con đi chơi đồ này nọ, kẹt lo cho con. Dạ, rồi kẹt lo cho con rồi, nhưng mà ảnh không có nói với bạn là kẹt lo cho con, nhưng mà ảnh chỉ nói là bận công việc, kiếm thôi, một công việc nào đó, kiếm một cái cớ nào đó, đúng không? Gần như là anh ông xã em gần như là bây giờ không có bạn của ổng là con, mà con cũng là bạn của ổng luôn. Trời, quá hay rồi. Dạ. Không phải, anh Thuận với em chị quá hay luôn á. Biết không? Tại vì cái lịch trình của con em á là nó học cũng nhiều rồi. Đó nên là nó chỉ còn có rảnh có một ít thời gian thôi. Nên là em hay thường cái thời gian rảnh đó là em hay chở nó đi chơi này nọ. Mà thì nhiều khi mấy bạn mình á, hoặc là anh nó lại gọi đúng ngay cái lúc đó, thì lại nghĩ sao anh Thuận nghĩ sao làm sao đi được. Mình phải từ chối khéo rồi, đúng không chị Vân? Nói là anh bận rồi, đang thu âm, ví dụ vậy vậy chứ giờ làm sao. Là tụi em có mấy đứa rồi? Dạ em có 2 đứa, một đứa lớn là 16 tuổi. Trai hay gái? Con gái luôn, 2 đứa gái luôn. 2 đứa gái. Đứa nhỏ là 12 rồi. Mà em sợ đứa nào? Đứa 16 tuổi hay đứa nhỏ? Sợ là sao chị em? Sợ thương á, thương sợ á. Giống như bây giờ ví dụ như là em muốn cái gì đó, ví dụ em nói là chiều nay bây giờ mình đi cả nhà mình đi ăn bò đi, ví dụ vậy ha. Cái nhỏ nó thôi con không thích ăn bò đâu, con thích ăn pizza chẳng hạn. Mà pizza là cái món mà em không bao giờ mà thích ăn á. Dạ. Em có dám cãi nó? Em có dám cãi nó? Vậy là chắc là bé nhỏ rồi. Vậy là nó đòi pizza là em phải đi ăn pizza. Dạ, tại chứ bé lớn thì nó lớn nó cũng ít đòi rồi. Chứ bây giờ là bé nhỏ nó hay đòi, ví dụ đi ăn mà ví dụ như cả nhà đang hướng đi ăn đồ nướng đi mà nói không con thích ăn nướng. Trời ơi. Thì bây giờ mình phải theo nó, mình không đi được. Ăn gì? Ăn đồ hamburger chẳng hạn. Dạ. Tteokbokki, đúng rồi. Mình nghe mà mình muốn xỉu vậy đó mà mình vẫn phải đi đó. Tự tôi nhìn cái tteokbokki tôi không được luôn. Trời ơi, gà rán đó anh. Trời ơi, không ăn nổi. Có khi nào mà em nhận xô nhận cộ xong rồi con em nó không con muốn ba đi làm á, rồi em cũng phải chịu nghe. Dạ, rồi thôi vậy là em hên lắm á nha, em hên lắm á. Dạ. Coi như là mê con hơn mê vợ thì cái đó không phải tật xấu rồi ha. Dạ, đúng rồi chị. Đúng không? Không xếp vào tật xấu. Mình ủng hộ việc đó luôn. Rồi bây giờ con mong muốn Đạt thay đổi điều gì không? Đúng rồi. Hay để nguyên. Nói chung là vợ chồng mình ở với nhau cũng 20 năm. Từ 2003 đến bây giờ 2023 rồi, 20 năm rồi. Cũng quá hiểu với nhau, nhưng mà có cái ở anh là cái nóng giận của mình mà anh không kiềm chế được. Thì em cũng hy vọng là bây giờ mình có tuổi rồi, con cũng lớn rồi, nên cái gì cũng nên kìm lại một xíu, nhẹ nhàng lại một xíu. Chút nói thì chắc em cũng phải suy nghĩ chút xíu, là nhiều khi tới những cái lúc nào đó, nhiều khi mình không kìm hãm được, mình cũng phải nén lại chút xíu. Nhưng mà thật sự tới ngay bây giờ luôn nha, những cái lúc mình nóng mà thực sự mình lúc đó giống như là mình không có suy nghĩ hay sao á chị Vân. Nó phải có phương pháp. Dạ, mình vẫn như là cái cảm xúc lúc hồi trẻ của mình. Đạt là gì dạng giống như là giống như bị bốc hỏa đây. Tới Đạt đó. Dạ. Bả thì sao? Chút thì tính xấu thì em cũng không thấy nhiều đâu, nhưng mà chỉ có cái là giờ giấc rất là không có nguyên tắc, không có cái gì đúng giờ, không có gì đúng giờ hết. Hồi xưa là bà này nổi tiếng là thí dụ như là điểm show diễn đi, là thí dụ bà canh từ nhà mình á mà lên show diễn khoảng 10 phút nha, là bà phải 7:50 bà mới đi á. Nghĩ coi chịu nổi không? Có canh me tới thì cái là canh me. Bà nói em mới nói bà là ủa em không có canh, thí dụ như xe bị hư hay là bị thí dụ như đường đông không, đây đây chơi nó 10 phút à. Là người ta nói 8 giờ cái là 8 giờ có mặt là được rồi, không có dự phòng rủi ro, không có cái đó cũng dễ tích lũy lành thành bị nổi điên á. Dạ đúng rồi, đúng thiệt lắm, ổng cứ cự em hoài vậy đó. Em á là đặc biệt là khoái tới lúc nào cũng sớm, không để ai đợi. Ví dụ như là 10 rưỡi làm là em thường khoảng 10 giờ 10 giờ 15 em có mặt rồi. Còn anh này á là ví dụ như 10 rưỡi là nhiều khi phải trễ, ví dụ như 10 phút đi, người ta nói không 10 phút không sao đâu. Vậy là lê mê. Dạ đó, kiểu lê mê giờ giấc lắm. Đạt muốn vợ thay đổi gì Đạt nói luôn đi Đạt. Đó là em bớt cái đó thôi, bớt cái đó. Nhưng mà chắc là em nghĩ là nhiều khi cái tính chị hả, mong mỏi là phải thay đổi cái phải thay đổi cái tính đó, mà tính nó không biết có thay đổi được không. Giờ cái cặp này đơn giản lắm. Để vậy đó là một cái mảnh đất màu mỡ để cho cái cơn điên nó trỗi dậy. Cho nên là bây giờ theo chị là em dẹp cái mảnh đất màu mỡ đó đi nha. Nghe em làm sao mà để cho triệt cái cơn điên này đi giùm chị là xong thôi. Đúng rồi. Lại mề bởi vì nó nổi điên. Nó nổi điên. Đúng rồi. Bây giờ mình đi trễ, đâu cười nó cười mình. Đó đó đúng rồi. Lúc mày không biết dạy vợ, đúng không? Kiểu vậy đó. Rồi nổi điên. Đúng rồi. Một cái bà. Vậy thôi, gút mắt. Vậy thôi. Thôi cảm ơn Phong Đạt và Nhã Trúc đã đến đây chia sẻ một cái câu chuyện rất hay, rất tình cảm, rất là Nguyễn Thành Long. Em 15-16 tuổi. Hiện giờ em đang làm trưởng phòng kế hoạch. Em cũng xin được giới thiệu, em tên là Lê Thị Xuân, năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là học viên cao học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa hai hoàn cảnh khác nhau vậy rồi các bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Trước đây tụi em ở gần trong một cái dãy nhà trọ với nhau. Hôm đó thì một cái đêm tối năm 2007 thì khoảng chừng gần 11 giờ rồi thì phòng trọ em là phòng đầu tiên, là phòng của một dãy trọ sau. Thì em đang ngồi nói chuyện với những anh em trong phòng thì tự nhiên nghe tiếng rút lột cột, một cái giọng rất là khó chịu, không biết nói cái gì em không rõ, cứ đi tới đi lui. Thì thanh niên có một chút xíu tò mò, em đang lên gác em nhìn xuống thì thấy có một cô bé tóc dài mang bút cao đi tới đi lui. Thật sự hôm đó là em đi cũng có đi chơi về hơi khuya. Đi chơi khuya đúng không? Nhưng mà khi về đến nhà thì lại không có chìa khóa vào phòng, cho nên là đang rất là tâm trạng rất là bực bội. Em thò đầu qua hẻm nhìn, em kêu là em ơi, có cần giúp gì không? Em trả lời là không. Vậy hả? Dạ. Tại vì lúc đó tâm trạng cũng không được vui lắm. Dạ thì em hơi bị sượng một xíu. Em bước qua nhà rồi em nghĩ không được. Dạ không được, em rất là lì. Thế thì em bước thẳng ra. Em hỏi em hình như là em mở cửa không được, em có cần biết không? Thì khi đó thì em cũng chứng tỏ mặt ông chút xíu. Thế là em lấy sức mạnh vô, em không đoan căng là sắp cửa. Cảm xúc của em nó sao? Dạ, trước tiên là cái hình tượng của anh ấy đập vào mắt mình là không đẹp cho lắm. Tại vì ảnh lúc đó ở trần, mặc quần đùi, mà cái quần nó có vẻ cũ cũng hơi lỏng. Thì nó... quần tà lõn. Quần tà lõn cũ mà hơi mỏng. Dạ, thì khi mà anh ấy dùng hết sức để phá cái cửa thì là cái lực nó làm cho cái quần nó tuột hơn xuống một chút nữa. Rồi sau đó thì sao? Thì lúc đó thì em mặc dù có cố tránh đi nhưng mà cũng không thể nào mà không bị thu hút vào đó cho nên thuận đi nè. Em hỏi những cái điều mà rất là khó xử. Dạ, không cái này là thú vị nè. Sau đó thì như thế nào? Dạ sau khi nhìn vào cái phần ở dưới anh ấy lại nhìn em. Dạ không, tức là lúc đó thì em phá cửa xong rồi thì em nhìn em đang chờ cảm ơn để làm quen. Thì lúc đó thì con này không có nhìn vào em đâu, con nhìn xuống. Cảm ơn anh. Đúng không em? Vậy á. Tại vì cái quần em nó xẻ xuống mà xin lỗi là lúc đó em đang ở trên. Lúc đó là em chủ mưu như vậy hay là em giống như là em vô tình? Tức là em không để ý bản thân mình hay là em chủ mưu là em với một cái bộ dạng về để mở cửa? Dạ khi mà em cái ý định mà mở cửa giùm để là quen biết thì có, nhưng mà quên rất là ở trên. Cái đó là quên. Và nếu nói đến vụ trang phục á thì em đúng thật là ảnh không, thật sự em tin rằng ảnh thật sự là không có để ý tới trang phục bề ngoài của mình. Tại vì có một cái kỷ niệm rất là buồn cười như thế này. Có một lần mà khi tụi em đã quen nhau rồi, thời gian quen nhau cũng vài tháng rồi, thì hai đứa thường xuyên là rủ nhau đi ăn. Và có một hôm thì quyết định là mua một cái pizza thật là to, nhưng mà không ăn trong tiệm mà sẽ ra ngoài cầu Thủ Thiêm để ngồi ăn cho mát. Sau khi mà chọn được một cái chỗ ngồi lý tưởng rồi á, bắt đầu mở cái bánh ra bắt đầu ăn á, thì lúc cúi xuống như thế này em ngước lên thì thấy anh ấy. Lúc đó là trong trang phục là áo sơ mi, quần kaki, mang giày bata rất là lịch sự, ngồi đối diện với em, ngồi xếp bằng. Thì em ngước lên thì mới phát hiện là dưới đáy quần của anh thủng một lỗ rất là lớn. Hai lần ấn tượng. Lần đầu thì là một cái quần, lần thứ hai là một đường vàng trong đáy quần. Trời ơi, em gặp cao thủ rồi đó, em thấy chưa? Rồi sao nữa em? Dạ, em trước tiên là thấy hết hồn, sau là cũng mắc cỡ lắm. Miếng bánh pizza mình mới vừa cắn vô mình cảm thấy nó ngạn lại luôn, mình nuốt không được. Nhưng mà giờ biết làm sao, em cũng không biết làm sao, lúc đó em cũng không có cách nào hết. Cô nhắc không? Cô nhắc không? Dạ em cũng không biết nhắc sao hết. Em không có kinh nghiệm. Rồi em lặn luôn hả? Xong rồi em cố nuốt xuống, em nhai gần như là gần hết miếng pizza rồi. Thì mới nói thỏ thẻ với anh, thôi mình về đi anh. Chỉ nói vậy thôi. Chứ hồi đứng đó hồi là bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vậy. Dạ. Rồi em sao? Dạ, em không cảm giác em gì. Em biết tại em là người em rất là bình dân, cực kỳ. Cô đi về anh chở em về. Thì chở em chạy từ cầu Thủ Thiêm xuống tới đường Lê Văn Cũ á. Em thấy khát trong người. Thấy sao? Thấy mát mát. Mát mát. Cái này thú vị nè. Không, thật ra cái em sao chị cảm thấy là nó có cái gì nó uẩn khúc ở đây nè. Tại vì nếu mà mát thì trong cái tư thế xếp bằng mới là mát. Ok, mà em đã đứng lên rồi là nó bớt mát. Không, em sao vậy? Không phải, tại vì nếu mà chạy xe thì nó có cái lực gió ngược lại thì mát mát chứ. Dạ. Cái kia là mát mát, còn cái này là mát hơn. Bên Nhật nhau quá, rồi tiếp đi ạ. Em, tại vì chị biết em là em làm xây dựng á. Em đi quanh năm suốt tháng thì toàn ở chung phòng là anh em trai với nhau không bao giờ để ý tới quần áo như thế nào hết. Thì có lẽ chắc lâu quá nó mục. Em về em chạy chết mắc cỡ quá đi, mắc cỡ lắm rồi. Em chạy nước mắt luôn hả? Em mắc cỡ quá chị ơi, không biết nói sao hết. Nói chung là cũng mới có tỏ tình với nhau thôi, nhưng mà thật sự em cũng tính em thì vậy nhưng em không mắc cỡ. Em chở Xuân về thì em lấy móc cái quần em lên, em nói lại ba đứa em là hôm nay anh Long chết cái vụ này. Cái hương cho ba em coi. À, như vậy là tôi có thể khẳng định điều là người ta nói là yêu nhau ngay cả những cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì có thể là chúng ta sẽ ấn tượng từ nụ cười, chúng ta sẽ ấn tượng là từ đôi mắt của đối phương. Nhưng tôi khẳng định với cặp vợ chồng này, lần đầu tiên gặp mặt nhau ấn tượng của họ là gì? Càng một. Rồi trong lúc mà cái gọi là yêu đương như vậy á, thì các bạn có những cái lần nào mà nó gặp sự cố giống như là cái vụ ăn pizza nữa không? À, sau thời gian quen á thì em là con út thì lâu quá 34 tuổi chưa thấy có vợ. Thì gia đình muốn hối thì hôm đó em nói là người nhà gia đình em trên Di Linh á xuống Sài Gòn thăm em. Thì nó Long mày dẫn bạn gái ra đi cho anh coi mặt coi, cho thím coi mặt đi. Thì em nói là Xuân ơi đi ra gặp mặt đường gia đình anh. Không biết là mặt Xuân rồi những người đó im liền đi ra. Thì em nghe ba em ngoài phải nói với em là Long ơi Long sao mà quen nhỏ sao xấu vậy. Thì ba em á thì tính rất là gia trưởng. Ba nói nếu mà mày lấy vợ xấu á, con mày xấu nè, cháu mày xấu nè. Em sợ quá thì em mới nói với Xuân nghe, nói em ơi chắc á là anh sẽ đưa em về nhà cho em gặp ba má của anh. Rồi cái bữa đi về gặp ba sao? Dạ sau khi mà anh nói lại với em như vậy thì em buồn lắm, tự ái nữa. Thì mới quyết định là hai đứa sẽ về ra mắt ba của ảnh. Thì khi mà vừa bước vào tới nhà thấy ba của ảnh thì em đầu tiên là dạ con chào bác, xong cười thật là tươi, cười hết sức của mình luôn, cười coi như là nụ cười dễ thương nhất của mình là coi như là đem ra hết. Có nhớ là cái nụ cười lúc đó không? Dạ ví dụ là ví dụ như anh là ba chồng của em đi, nó cười sao ai chồng con? Dạ con chào bác. Lúc đó thì ba em là người lớn tuổi trên 80 rồi. Khi mà Xuân nói con chào bác á thì em thấy chân mày ba em nó giãn ra, ba em cười. Em quay qua thấy má em cười, chị thứ tư của em cười, em cảm thấy em thở ra rất là mạnh. Thì tự nhiên em nói là kiểu là thắng rồi đó, thì thắng chắc rồi. Thì sáng thì em đó luôn á, ba nói là mày gọi điện thoại cho tao xuống anh chị với đó tao nói chuyện đúng ngày xuống là sáng giảm. Hay ha. Rồi như vậy là hai vợ chồng đến cái giai đoạn là kết hôn. Rồi sau khi kết hôn thì như thế nào? Dạ sau khi kết hôn á thì cái vấn đề em thấy cái vấn đề khó khăn mà cũng trở ngại lớn trong cái cuộc sống như vợ chồng á đó là về cái vấn đề cái sở thích ăn uống. Tức là sao? Anh ấy thì có sở thích là ăn những món thanh đạm thôi, không có chiên, không có xào, không có dầu mỡ gì hết. Còn em thì ngược lại thích ăn ngọt, những món mà béo một chút. Vậy rồi cái lời qua tiếng lại là cũng hay cãi nhau chuyện đó. Tại vì chị biết khi mà mới về cuộc sống vợ chồng á, nấu ăn cơm ra ngồi ăn á thì em có nói, em nói là em ơi, anh thích ăn chiên xào lắm, anh ăn thấy khỏe, em luộc cái hấp hay gì đó thì anh ăn đi. Nhưng mà từ cái có một bữa là gây nhau khó chịu nhau về chuyện đó, ngày hôm sau chiên xào tiếp. Thì chị biết là em rất là thương vợ, mà khi mà vợ nấu cái đó bất cứ cái nào ăn cho hết, ăn cho hết, rất nhiều lần như vậy ăn hết. Có bao giờ tức quá mà khóc chưa? Dạ có. Nhưng mà thường thường chắc có lẽ là giữa hai người em là người khóc nhiều hơn. Wow, ngạc nhiên chưa? Bây giờ thực ra thì đến thời điểm này á, nhìn hai bạn á, thấy cái sự mà yêu nhau còn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà chắc chắn á là vẫn có những ước mơ để mà bạn đời của mình á phải thay đổi một chút. Bây giờ ví dụ như Xuân bây giờ ở Long á, thêm cái gì nữa hoặc bớt cái gì nữa thì hoàn hảo. Chồng em có một cái thói quen đó là đi vệ sinh rất lâu. Lâu là sao? 10 phút, 15 phút, 20 phút. Dạ, ít nhất là từ 45 phút mà dài nhất là 1 tiếng. Ngạc nhiên chưa? Nhiều cái ngạc nhiên quá à Long ơi. Phút là phút vô chồng chơi internet hay sao? Dạ, lúc đầu em cũng ngạc nhiên giống anh Thuận, nhưng mà sau rồi thời gian ở chung thì thích nghi. Nhưng mà thích nghi nhưng mà nhiều khi mình cũng có nhu cầu. Cứ sáng ra anh ngủ dậy anh vào nhà vệ sinh, ảnh ngồi từ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Thì nhiều khi mình có nhu cầu muốn giải quyết không biết làm sao hết. Sao? Hỏi anh ơi, anh xong chưa? Chưa. Anh ngủ trỏng vậy? Chưa xong. Lúc đó anh biết em phải xách xe chạy qua nhà bạn để giải quyết cái nhu cầu riêng. Đó là điều mong ước của Xuân về Long. Thế còn Long? Em thì từ lúc mà quen tới cái bây giờ thì thực sự ra hầu như tất cả mọi chuyện, mọi thứ em đều hài lòng với Xuân. Mà chỉ duy nhất có một cái mà những cái mà làm cho em đôi lúc rất mắc là em phải ngồi mà em phải đi từ dưới từng trệt, xếp lên tới trên đầu rồi bỏ vào tủ lại á. Có nghĩa là điều em mong muốn ở Xuân á là đừng có trải quần áo từ trên lầu xuống dưới lầu nữa đúng không? Tính tình bớt nóng lại một chút đúng không? Thực ra thì cái điều này á, cả hai bạn á, với cái này nó quá là tiểu tiết so với cái cuộc hôn nhân mà quá vẹn toàn của hai bạn. Tôi nghĩ rằng á, sau đây á, chắc chắn là hai bạn sẽ tự cảm nhận được cái điều mà người bạn đời của mình muốn. Và đó là một cái việc mà nó không khó tí nào đúng không? Đúng không Xuân? Dạ em nghĩ là không khó. Và tôi nghĩ rằng là mỗi người bớt một chút, mỗi người thêm một chút thì hai vợ chồng sẽ hạnh phúc dài lâu và mãi mãi. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn Xuân và Long. Dạ em xin cảm ơn chị. Thiệt có hai cái má phúng phính giống nhau á. Nói nghe nè, cái cặp này giống nhau quá à. Giống lắm luôn á. Nói nghe là có ai nói hai vợ chồng em giống nhau không? Dạ nhiều người lắm rồi á. Nhiều lắm. Giống lắm luôn á, sao lạ lùng vậy trời. Chào mừng hai anh em kim hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hai trong một đó. Hai anh em kim hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình truyền hình Vợ Chồng Son. Con tên là Trương Diệu Từ, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là con là nhân viên kế toán. Kế toán. Chào Tần. Rồi tới con. Dạ Từ hả? Dạ Diệu Từ. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thanh Tuấn, năm nay con 28 tuổi. Hiện tại con đang là lái xe. Dạ. Tuấn Từ. Dạ. Tuấn Từ Thuận. Tuấn vẫn tờ không hả? Tuấn Từ Thuận. Thuận. Ba tờ. Ủa nó nghe nè, con lái xe gì? Dạ con lái xe du lịch. Vậy hả? Dạ. Chắc đi thường xuyên nghe, đi nhiều à nghe đúng không? Dạ đúng rồi. Xe du lịch là phải đi nhiều rồi. Dạ đúng rồi. Bên này chắc ghen lắm không? Dạ, cô không ghen gì mấy. Thôi để chút mình vô hỏi sâu, hỏi sâu ha. Thôi bây giờ Tuấn Từ sao gặp nhau được ta? Kể nghe coi. Hồi không đoán đâu ơi, đoán chặt lất hoài, suối hoài, suối sau mà mắng vô mặt tôi. Ừ, tôi đoán. Sao đoán nào? Thì bé này đi du lịch. Trúng cái xe của cô này nó lái. Đúng lái không? Xe thấy gặp thấy lái xe tự nhiên coi như nhỏ bước lên xe cái trời mình quá vậy, sao giống em mình quá vậy, sao giống mình quá vậy hả? Rồi hai nhỏ kia cũng hả, sao cho tài xế giống mình y chang vậy. Để cái tâm sự với nhau để nhau sau cái chuyến xe đó, để nhau đúng không? Dạ không. Hai chị em mình không có dính gì, không có làm thầy bói được. Rồi sao? Thôi giờ hai đứa kể đi. Dạ, dạ tụi con á, trước đây là học chung năm cấp 2. Xong rồi bẵng đi 10 năm, không có liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện gì hết. Gặp lại nhau trên Facebook, ảnh thấy hình của con trên Facebook á. Xong rồi ảnh mới inbox con làm quen. Cái con lúc đó là con chỉ xin thôi, con không có trả lời gì hết. Anh cứ nhắn tin liên tục, nhắn hoài luôn á, sáng nhắn, trưa nhắn, chiều nhắn, tối nhắn. Cái tới cái bữa con buồn thiệt, cái xong con mới trả lời tin nhắn. Cái bắt đầu hai vợ chồng con mới tâm sự với nhau, thì hẹn nhau gặp mặt. Rồi, ủa Tuấn, giờ chú hỏi con nè, ủa sao con lại gặp cô này, cô bạn cũ lại nhắn tin, coi như là nhắn tin liên tục vậy? Đâu, nhưng mà lúc đó tình trạng của con như thế nào? Dạ biết chứ, lúc đó biết là bạn cũ cho nên mới nhắn tin liên tục đúng không? Lúc đó thì đang lái xe, đang đi công tác. Nhưng mà chú hỏi nè, con nhắn cho nhiều người cùng một lúc hay là con chỉ nhắn cho mình cổ thôi? Mình ơn với Từ thôi, nhắn cho mình ơn. Mà lý do gì mà con lại thả tin nhắn nhiều đến như vậy, trong khi người ta chỉ có tin con nói? Ông lúc đó thì đang chạy lấy xe mà đang ngồi đợi khách, thì con lướt Facebook á, con thấy cổ đăng hình, thì con vô mới thấy bạn quen, bạn cũ, thì mới vô mình mới thả tim, rồi mình nhắn comment lên, thì bẵng thì mấy ngày sau á, thì cổ mới trả lời. Lúc bà buồn đó hả? Đúng luôn á. Rồi lúc đó con có bồ chưa? Dạ chưa. À lúc không, con chưa có bồ. Dạ, còn Từ thì sao? Dạ lúc đó con cũng chưa có bồ. Kiểu là con lúc đó con cũng không có tin vô cái chuyện tình yêu á. Cho nên là ai nhắn tin nhắn, thích thì trả lời, không thích thì thôi. Vậy đó hả? Nhưng mà bữa đó con buồn gì mà con trả lời Tuấn vậy? Dạ tại con đi làm á, xong rồi con có một số chuyện á xảy ra trong công ty, cái con ép. Dạ đúng rồi. Con buồn quá con mới nhắn tin nói chuyện. Cái mà hồi đó ấn tượng trong ký ức của con á là chồng của con ốm nhôm nhách chắc bằng 1/3 bây giờ. Xong rồi hay đánh lộn trong trường, rồi hay bị mời xuống bàn giám thị cá biệt đó. Dạ đúng rồi, hay gặp chung với nhau với bạn giám thị á, chú Quốc Thuận. Hai đứa con gặp nhau cái xong mà ghét nhau lắm, ngồi sau lưng bàn của con nữa. Xong rồi mỗi lần quýnh lộn á là đẩy cái bàn lên. Cái con nói với bạn con á là xui lắm, xui ba đời lắm mới lấy trúng ổng á. Nghĩ sao á học không lo, học tối ngày quýnh lộn. Rồi gặp cô chủ nhiệm con bắt kèm học thêm nữa. Cái con ghét, con đâu có kèm đâu. Con cứ mỗi lần chỉ bài á là con cầm cái giấy con đánh vô đầu. Sao ngu quá vậy? Chỉ qua không hiểu hả? Trời ơi sao tội nghiệp, ông bà con ba đời quá vậy không biết nữa. Có nghĩa là ông bà mình nói ghét của nào trời trao của nó là đúng luôn á. Lúc đó là nghĩ trong đầu rồi đúng không? Con ghét lắm. Nói trời ơi, nào xui lắm mới lấy nhầm này đó. Xui ba đời lắm. Tại cô Hồng Vân biết không, lúc đó là chồng con trong đội tuyển á, điền kinh của trường á. Cái xong mà được thầy thể dục thương á, cái lúc nào cũng chảnh chẹ đúng không? Chảnh chẹ. Con ghét lắm. Mà không phải là ảnh không chịu học không được nha, mà cái kiểu là trong giờ học á thì cứ bắt đầu lấy đồ giật tóc con, đánh con, phá. Mà ghét cực kỳ luôn. Nhưng mà lúc đó Tuấn ghét nhỏ này hay thích nhỏ này mà chọc người ta vậy? Chắc khoái đúng không? Không có, tại trong lớp trong trường mà mình đi mình chọc hết người này tới người kia vậy đó hả? Chọc dạo vậy đó hả? Thầy ổng cá biệt, ổng cá biệt. Nhìn kỹ thì ổng giống như trai em vậy đó. Đúng không? Ổng giống như trai anh vậy đó. Bây giờ em hình dung cái cảnh nhỏ ngồi siêng năng học thì đúng rồi đó cô Hồng Vân, đúng không? Đúng không? Luôn mà không đánh lại nó. Đúng rồi, nó giỏi đánh lộn quá mà làm sao mình dám làm gì nó, đúng không? Lúc đó là con chỉ đứng tới nách của ảnh thôi đó. Thấy chưa? Trời ơi đánh lộn quá mà. Cho nên anh nói nè, cho nên chú nói nè, sau khi gặp lại nhìn thấy cô gái này, có nghĩa là cô ấn tượng với mình quá từ cái là đi học rồi. Cho nên chính vì vậy con mới chủ động, con mới làm quen và muốn gặp cổ, gặp lại cổ, đúng không? Dạ lúc đó tại vì do mình lướt mình thấy hình thì nó cũng dễ thương, lúc đó mình cũng chưa có người yêu nữa, thì mình mới nhắn tin vô cho cổ. Đó thì mình mới kêu là sao nay Từ mặn mà vậy? Mặn mà đâu, đậm đà. Lần đầu tiên gặp con xong chở con đi vòng vòng chơi, nói là khen con đậm đà. Cái con hỏi ủa đậm đà là sao anh? Cái nói chai nước mắm đậm đà em. Trời ơi con nghĩ trong bụng ai đời mà đi cô gái mà kêu người ta kêu chai nước mắm gì? Khen người ta là nước mắm đó trời. Kỳ cục ghê luôn. Thật sự luôn, ông Tuấn này thiệt á. Cũng may đó nghe, ổng không có so sánh con á là coi như là giống như chai dầu ăn á. Không, lúc đó con ốm lắm chú Quốc Thuận, lúc đó con có 57 kg còn bây giờ con tới 67, 68 kg lận. Là từ lúc quen ảnh là lên ký đều luôn. Rồi bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nè, sau khi nhắn tin rồi hẹn hò gặp nhau thì bao lâu mới gặp? Dạ chắc khoảng 2 tuần á. 2 tuần mới gặp nhau. Dạ, ngoài lần đầu tiên con gặp lại người đàn ông này, một cái thằng mà nó hay nắm đầu con hồi đó đó, thì con thấy ảnh có gì thay đổi không? Và có ấn tượng gì về cái thằng mà nó hay giật đầu con? Sợ không? Bị đánh á. Tại vì hồi đó con chửi quá trời mà lúc đó ốm, còn bây giờ á bự ơi là bự luôn. Xong rồi á hả, con sợ tôi chết rồi, gặp rồi không biết có đánh lại con, mấy chuyện cũ đánh lại con không. Mà ai về nói chuyện dễ thương hiền khô à. Cái xong rồi kêu ảnh hello em chào anh, lâu quá không gặp. Cái xong á ảnh cũng cười không mà không nói gì hết trơn á. Rồi xong rồi sau đó là coi như sau cái lần đó là coi như quyết định là cua bằng đường thì thôi đúng không Tuấn? Lúc đó thì con nói chuyện bình thường thôi, thấy cũng nói chuyện cũng hợp ở trên tin nhắn rồi. Thì ra mình hẹn hò nhau, mình hẹn cà phê vài lần thì cũng thấy nói chuyện cũng thấy có vẻ hay hợp chúng cái gu của mình đang muốn kiếm, cho nên quyết định cua luôn. Dạ cua nhỏ bạn, cua nhỏ bạn. Nhưng mà khó không Tấn? Khó dạ, cũng nói khó cũng khó mà cũng dễ mà đâu. Cua kiểu nào bây giờ, chiến lược của con là con cua kiểu nào, con chia sẻ coi. Thì con cũng nói chuyện rồi mà mình hiểu được cái tâm lý của chị á, mình có đón đúng vô cái tâm lý của chị, xong rồi bị chị bị siêu lòng. Rồi lâu ngày cái là nó sao con sơ hở như vậy cho ta nắm tâm lý vậy? Cô Hồng Vân, chú Quốc Thịnh biết sao không, lúc mà cua con á là sáng qua chở đi làm, trưa chở đi ăn, chiều trở về, tối đi đâu chơi chở, coi như là 24 tiếng ngoài trừ 8 tiếng con đi làm ra là ảnh túc trực bên con luôn. Con không đi đâu được hết trơn á. Con muốn đi chơi với bạn, ảnh cũng qua ảnh chở con đi chơi với bạn, xong là ảnh sẽ ngồi quán cà phê đợi con, xong mà chở con về. Đó. Như vậy là chắc chắn là con cũng phải có cảm tình với ảnh. Cái chiến lược bảo bọc thì đã thì xong rồi. Không, lúc đó là con chưa có cảm tình gì hết, con chỉ muốn là chơi cho ý là quen chơi cho vui thôi, kiểu giống như có người bầu bạn rồi nói chuyện, có người chở đi chơi này nọ. Lợi dụng nó đúng không? Không, không có lợi dụng, mình có tương tác, không có lợi dụng. Rồi bao lâu thì con yêu anh này, anh Tuấn? Chắc cũng 2-3 tháng đó, con mới bắt đầu siêu lòng nhiều. Mới đầu là chỉ là thích thôi, xong rồi thương rồi sau này mới yêu. Chú hỏi thật lòng, con có nhớ là cái câu nói ngày xưa con nói là ai xui là 3 đời mới lấy cái thằng này? Con quên nhớ luôn đó chú Quốc Thịnh. Xong rồi tới lúc mà con gặp lại bạn của con á là cũng chơi chung với ảnh luôn á, là bắt đầu bạn con chọc đó, mày thấy chưa, hồi đó mày nói hết xui 3 đời lấy trúng ổng, bây giờ mày lấy rồi đó, mày sáng mắt mày chưa. Coi như là lúc mà gặp là quên câu đó rồi. Bây giờ nè, khi bắt đầu mà tụi con yêu nhau rồi là sau 4-5 tháng sau đúng không? Dạ không, là con mới yêu bạn này. À đúng rồi, đúng không, là con mới có cảm tình với bạn này. Là lúc đó là con có cho bạn ấy nắm tay, hay là có cho bạn hung con, hay là có cho bạn tiến xa hơn một chút không? Dạ ngày đầu tiên gặp là con ôm luôn rồi. Đã lắm, tại vì cái gu của con là thích mập á, trời ơi cái bụng mỡ bóp đã lắm, bóp tưng. Tức là sau khi mà 3-4 tháng mà bắt đầu khi con đã cảm thấy con yêu rồi, đó rồi con ôm luôn á, hay là không mới cái gặp ngày đầu tiên con gặp là con đã ôm luôn? Là ba khoái luôn rồi đó. Sao mà khó khăn dữ vậy ta? Vậy mà vẫn chưa yêu người ta nữa? Dạ không, yêu nó khác, mình quen mình ôm. Là thích đúng không? Đúng rồi, thích, mình chỉ thích thôi. Thích bụng bự cho nên không ôm vậy đó. Rồi bây giờ thích nè, rồi ôm cái bụng bự, rồi lúc yêu rồi thì là ôm cái gì? Mình ôm tới những cái bộ phận khác trên cơ thể. Rồi lúc đó có cho người ta hôn không hay sao? Mình phải hôn xong rồi mình mới tiến xa hơn. Nhưng mà nè, Tuấn, con bao lâu thì con mới tỏ tình với cô gái này? Tức là nó phải có một cái động thái, nó phải có một hành động. Lúc mà con hẹn gặp cô ấy rồi là khoảng 2 tuần sau là con đã, lúc đó đang đi công tác nữa, thì ở ngoài Phan Thiết lần mà mình về, lúc mà con chạy xe về á, con nói tối con về con cũng sẽ gặp. Thì tối con về tới thành phố, vô tình về tới thành phố bị kẹt xe quá, về tới thành phố tới 10 giờ. Thì con vừa về tới nhà thì con cất đồ ở nhà luôn, xong con hẹn bạn này ra. Thì ra đó khoảng tầm 11, qua nhà bạn rồi khoảng 11 giờ mấy rồi. Thì đợi xíu nữa là tới 12 giờ. Qua 12 giờ thì con mới tỏ tình làm bạn gái. Qua giờ Linh là ông qua giờ Linh đó. Trời ơi sao mà chị em với nhau quá. Trời ơi 50 năm sau là chắc có lẽ là như là hai chị em cùng sống nói luôn á. Đúng rồi, nói một lượt á, mở ra cái nói một lượt á. Rồi sao con qua ngày mới đúng không? Đúng rồi, đúng cái ngày, tại vì con thấy cái ngày 30 tháng 3 nó đẹp hơn. Con tỏ chọn là 29 đúng không? Ngày 30 gái đẹp hơn ngày 29 đúng không? Cô gái mà phải chọn số nữa chị. Rồi vậy là lúc tỏ tình có dính không? Dạ dính liền. Chịu liền luôn đúng không? Đầu đầu. Rồi vậy là hết rồi. Chú muốn biết là con tỏ tình sao, con nói sao? Thì con cũng nói sau một thời gian nói chuyện rồi thì thấy mình hợp nhau, có nhiều cái nó chia sẻ được với nhau thì thôi từ làm bạn gái Tuấn nha. Lúc đó con lấy chiếc nhẫn trong túi ra nữa, chuẩn bị sẵn rồi, con quỳ xuống rồi làm tỏ tình thôi. Rồi chị bị siêu liền. Siêu liền. Có đeo nhẫn luôn không? Dạ đeo luôn chứ. Bây giờ cái nhẫn nó còn không? Dạ còn, nhưng mà giờ mập quá đeo hết vừa. Rồi sao? Rồi có hôn nhau cái nhẹ không? Thì hung đậm không? Hung đậm không? Không, hung nhẹ thôi. Hung đậm. Cũng đang ngại. Lúc đó còn nhát lắm chú Quốc Thuận. Rồi xong rồi hai đứa yêu nhau. Rồi có thuận thảo không? Hay là có khắc khẩu không? Thường là bạn bè hay khắc khẩu hay gây nhau. Có cãi lộn không? Dạ có, thời gian đầu là tụi con cãi lộn nhiều lắm. Cãi lộn rồi chia tay, chia chân rồi đủ thứ trò trên trời dưới đất hết. Xong rồi nói chung là làm mấy cái chuyện khùng điên cũng có nữa. Khùng điên là sao? Giống như bữa đó con đi làm về xong rồi tới 10 giờ tối, gần 11 giờ cái nói anh ơi em buồn quá, anh chở em ra Vũng Tàu chơi đi. Cái xong chở con ra Vũng Tàu thiệt, cái ra tới ngoài 3 giờ sáng cái tụi con đi vô mini stop ăn uống, xong rồi tới 6 giờ sáng tụi con đi ăn bánh khọt, xong tụi con đi về. Chà, hai đứa này nó bận dữ chị Một. Thì đó. Bận quá đó, chị ơi. Ở ra nó hưởng thụ ghê. Trời ơi vậy đó, hai đứa đi xe máy chở nhau đi. Dạ, 6 giờ sáng hôm sau cái tới 7 giờ con đi làm. Trời ơi, không công nhận khùng điên thiệt, cả một đêm không ngủ luôn. Dạ đúng là một đêm không ngủ luôn. Tưởng sao phải ăn hải sản sao? Vô mini stop giống như Sài Gòn có. 3 giờ sáng lúc đó không ai bán hết chú Quốc Thuận. Thì đó, bởi vậy nhưng mà còn ăn bánh khọt cho bằng được rồi mới về. Bánh khọt ngon. Ngon. Rồi đi làm còn chuyện cùng điên gì nữa không? Đi làm bữa đó có ngủ gật không? Dạ không. Mà ông này ông lái xe mà ông dám thức nguyên một đêm vậy đó. Dạ qua mai con nghỉ luôn chứ. Tại vì lái đâu nổi nữa hả? Rồi bây giờ nè, có những cái chuyện mà khùng điên nào mà trong cái hoàn cảnh là hai đứa chia tay chưa? Dạ có một lần là hai đứa con cãi lộn á, xong rồi chia tay một ngày luôn. Thì thường á là những lần chia tay á là anh sẽ chủ động nhắn tin làm quề trước. Mà đợt này chia tay lâu lắm anh không nhắn tin làm quề, cái con mới tức quá, mà con cũng không có thích là phải nhắn tin trước nữa. Xong rồi con lúc đó cũng trẻ trâu lắm, con lấy dao lam á, con gạch lên tay, mà thật ra là lúc đó tay nó bị ngứa, gãi cũng không có được cho nên gạch chấm ra, cái xong máu nó cũng rỉ tí xíu cái con chụp hình cho bạn con coi, cái bạn con á chưa kịp nhắn tin cho bạn con là bạn con chuyển cái hình qua cho ảnh. Tưởng lúc đó khi mà con nhận thấy những cái tấm hình đó thì con làm sao? Thì con thấy con cũng coi trên báo trên mạng đồ, thấy rạch tay thấy rạch dữ lắm mà sao vậy, cái chấm như mũi chích vậy. Rồi xong con sao, con sợ không? Lúc đó con cũng hơi run sợ chỉ làm thiệt. Thì là sao? Lúc đó con mới nhắn tin cho chị. Nhắn tin chọc tức con. Rồi sao? Gửi lại cái hình cho con nói ủa em nhắn tin là ủa em gạch tay mà sao mà gạch ít quá vậy, gạch sâu hơn xíu nữa cho nó chảy máu ra. Trời này ác ghê vậy. Xong rồi con mới điên lên, con còn chửi thêm nói nghĩ sao vậy, tôi gạch tay vậy đó để máu rỉ từ từ rồi nó chảy ra rồi mình mới chết được chứ gạch một lần nó chảy hết một lần rồi đâu có chửi lộn được nữa đâu. Đó xong rồi ông mới nhắn tin cho con nữa, vậy ăn uống gì chưa em, cái con nói là ăn rồi, mới vừa đặt GrabBike kêu người ta ship đồ ăn tới rồi. Ông hỏi con ủa em ship gì vậy, con kêu thuốc chuột. Rồi sao? Cái là trong cái khoảng thời gian nó vừa nhắn tin cho con á là ở nhà lật chạy tới liền, cái xong hỏi ủa em đặt thuốc chuột mấy hộp dạ? Đặt nhiều nha chứ tướng em như voi á, đặt hộp uống không có chết đâu. Trời ơi đặt quỷ. Nhưng mà sau đó là đến nhà đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó đang nhắn tin chọc tức là đang chạy xe rồi, đang chạy xe tới nhà chỉ. Tức là nó chọc để cho đừng chết á, tại vì tức quá chưa chết được phải chửi. Phải chửi nó. Nhưng mà thật ra là con biết là chắc ba không dám đâu đúng không? Dạ đúng rồi, chứ ai đâu đặt tay mà chấm vậy. Rồi xong rồi tụi con yêu nhau được bao lâu thì làm đám cưới? Tụi con yêu nhau tính là 6 tháng là cưới, nhưng mà vướng một số vấn đề tụi con kéo tới 2 năm mới cưới. Vậy 2 năm. Vấn đề gì vậy con? Đầu tiên là con vướng tan ở nhà. Lần thứ hai là vướng dịch Covid năm ngoái. Xong là tháng 5, xong rồi lần thứ ba cũng là vướng dịch Covid luôn. Dịch. Đúng. Cái vụ dịch này nó hại nhiều lắm, dạ, hại nhiều cặp đám cưới lắm. Ủa, luôn. Vậy là mới cưới đây hả con? Dạ đúng rồi, mới cưới tháng 10 năm ngoái. Ồ, như vậy là được 6 tháng thôi. Như vậy là các con cũng đã yêu nhau rất là lâu. Dạ đúng rồi. Thời gian đúng không? Rồi cưới vậy rồi về. Hôm qua phần 2 đi em. Phần 2 đi. Ừ, phần 2 đi. Là sao nè, cái tính xấu nào Tuấn nói trước đi. Dạ tính xấu của cô Từ có nhiều tật xấu không? Dạ thì cứ từ từ gãy cưới xong rồi về nhà thì hầu như là nó lòi ra rất là nhiều thứ luôn. Chắc chắn. Dạ. Ví dụ trước mắt là đã bừa bộn rồi. Mà con gái mà bừa bộn rồi nhưng mà con nhìn vô khó chịu lắm. Thí dụ coi nó bừa bộn, nó cái độ nó cỡ nào? Dạ thì cái giỏ làm việc mà cổ hay đi làm á. Thì trong đó thường là cô Vân hay chú Thuận gì đó để laptop hay là cái giấy tờ quan trọng. Thì lúc mà con vô tình con soạn ra á, thì trong đó toàn rác không à. Tại đồ bác ăn xong bỏ cái gì xong quăng. Không, con không có dục rác. Mấy cái giấy tờ mà rác xong bà xé xong cũng bỏ trong. Thì đó, đổ ra xong rồi như cái thùng rác vậy á. Còn anh mấy cái đồ mà của chị á thì chị quên. Xong rồi cái lúc mà chị lên công ty chị làm rồi á, chị gọi về cho con hỏi ủa đồ em đã đâu. Trời, là con phải chạy về lấy. Thì con có ủa đồ của em mà sao anh biết tưởng nằm đâu mà anh kiếm. Đó, đã bừa bộn vậy rồi. Đó, còn không chịu ở nhà không chịu giặt đồ nữa. Con giặt hả? Dạ con giặt không, con tự phơi luôn, tự làm luôn. Phòng cũng không dọn. Chà, cái tướng này làm. Mỗi lần mà dễ sợ nhưng nhiều khi thương con á, cho con làm để cho con ốm bớt á. Không phải đâu chú Quốc Thuận, ảnh bị kỹ tính thái quá á. Giống như cái đồ của con xài, con hay xài con sẽ để trên cái bàn nhỏ. Khi nào con cần con sẽ giới tay con lấy một cái là tới. Ảnh không chịu, ảnh phải đồ là phải để trên kệ, bàn là phải để sách vở. Còn á hả, mỗi lần mà con xài xong con để xuống là bắt đầu hả, ảnh đem lên, ảnh cất lên, ảnh sẽ càm ràm rất là nhức đầu luôn á. Chút nữa tới phần đó con nói nghe. Dạ. Rồi giờ tiếp tục đi con. Đó. Còn tính xấu nào nữa không con? Cũng hay cằn nhằn á. Dạ. Cũng cằn nhằn, coi như là bà bừa bộn nè. Cằn nhằn. Bà lề mề không? Còn bà có lề mề không? Dạ cũng lề mề lắm á con. Thí dụ lề mề thôi. Dạ, có một lần thì lúc mà chuẩn bị mình đi đám cưới á, thì người ta mời thiệp trong đó là 7 giờ đi. Thì mà con cũng sợ bà lề mề. Thì 4 giờ, 5 giờ cũng kêu bà chuẩn bị hết rồi. Mà lúc mà con đi xuống ở dưới đó, con đi làm hết mấy tất cả rồi, mặc đồ xong hết, dắt xe đồ xong hết, chỉ đợi bà ra đi thôi. Mà tới đâu hơn nửa tiếng sau nữa, lúc mà con kêu bà mới chịu xuống. Mà không biết ở trong nó làm gì nữa, trên nó làm gì nữa mà lâu. Bà trang điểm coi là lề mề nè. Đó, lề mề rồi còn cái gì nữa không? Có nhây nhưa không? Có mấy người nghe đi tắm một lần đó nghe là đâu nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ luôn á. Giờ con là vô địch rồi. Mà không biết cái vô trong toilet làm cái gì, tiếng mấy mới ra. Thì là lề mề đó. Là vô trong toilet là 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Rồi bà có nhây không? Bà có nhây không? Dạ cũng nhây lắm. Ví dụ giận nhây sao? Nửa đêm nửa hôm đang ngủ 12 giờ cái tự nhiên giận đầu nhau giỡn. Giỡn gì giờ đó trời, chọt lét nhau rồi tự nhiên bà ngủ không được cái bà chọc con rồi. Mà trong cái đó mai con nói con dặn là mai con đi lái xe 4-5 giờ sáng đi sớm rồi. Mà bà cứ 12 giờ bà chọt à. Trời ơi, tại vì bà lay con đó, ai biểu con tỏ tình qua 12 giờ chứ. Đừng có huông á. Đừng có huông á, cái này nó thích 12 giờ, sao qua 12 giờ khuya. Đó. Rồi, là hết rồi phải không? Dạ. Rồi giờ tới con đó, nãy giờ không hớt lắm, mình muốn kể lắm rồi. Con nóng lắm mà phải không? Nóng lắm. Trời ơi, con nóng mỏ lắm rồi đó. Tức ảnh nó là lề mề. Cô Hồng Vân nghĩ đi, mình con gái mà mình vô toilet mà mình tắm rửa là mình nào lạ hà mình tẩy tế bào chết, xong rồi mình sơ sức kem dưỡng da, mình gội đầu, mình xả hấp dầu rồi mình xả, nói chung làm các kiểu con đà điểu luôn. Xong rồi lâu thì mình phải soi gương là mũi mình hôm nay có mọc mấy cọng lông nào không, hay là râu mép rồi lông mi có rụng cọng nào chưa. Đó thì mình thơm tho sạch sẽ, lúc nào cũng hỏi em ơi sao em thơm vậy, mà không có nghĩ là con phải ở 1 tiếng đồng hồ trong toilet. Rồi làm biếng, ảnh rất là làm biếng, đi tập gym, ngủ đi tập gym. Mà mỗi lần đi tập gym á là ảnh thôi anh mệt lắm, anh lười lắm, nè anh sốt rồi nè, anh đau bụng quá à, anh đau đầu, đủ lý do trên trời dưới đất luôn. Có một bữa ảnh đi tập gym xong rồi bữa đó là con không có ăn, con chỉ cần uống nước ép là con đã no rồi, ảnh cũng bắt chú con uống nước ép luôn. Xong về nhà nửa đêm 10 giờ mấy 11 giờ ngủ, cái bắt đầu hà đổ mồ hôi kêu em ơi anh lạnh quá, anh sốt rồi run, cái khều khều con em lát mà hà anh giật á, em lấy cây kim em chích 10 đầu ngón tay anh nha cho máu nó chảy ra coi cho anh bị tấn xong á. Cái xong rồi hà rồi con biết cái màu rồi, đói quá chắc đói tụt huyết á, xong con phải xuống con nấu cháo gà cho ăn nó, xong mà tỉnh liền. Cháo gà thì là cháo là có con gà, thịt gà đàng hoàng, nảy xuống nấu cháo gói bỏ khô gà. Gọi là cháo gà đó chứ một gà, cháo gà rồi, cái lá chanh khô nữa tổng lên đốt ngoan họ kêu cháo gà. Đúng là cháo gà, cháo gà, cháo gói có con thịt khô gà là mình cháo gà. Xong con sợ ăn thịt không á là xong không có hạ chất xơ, con phải bỏ lá chanh vô nữa, con bỏ thêm mấy miếng ớt vô luôn ăn cho nó tỉnh đó cô Hồng Vân. Nó gọi chính xác là cháo khô gà lá chanh đó con nè. Rồi còn gì nữa nè? Có một cái tật là lúc mà chưa quen á, không chưa có cưới á, là ảnh á mỗi lần mà đau bụng hay muốn đi toilet ở đâu á là em ơi em đứng đây đợi anh xíu nha, anh vô anh rửa mặt xíu rồi anh ra, mà không ai đi rửa mặt 15-20 phút hết trơn á. Đó xong ông sĩ diện á. Đúng rồi, rất là lịch sự luôn. Cưới về con sáng con vô con đang đánh răng, em mở cửa gì vậy, anh đau bụng, anh đau bụng, mở cửa, cái xong con phải mở cửa ra nó. Cái mỗi lần mà con đánh răng cứ đánh răng là anh chạy vô, đánh răng là anh chạy vô. Cái xong mà hỏi anh cái tính gì kỳ cục vậy, nói mỗi lần anh nhìn em á anh mới cảm thấy thỏa mãn, anh giải tỏa được cái nỗi đau của anh. Trời ơi em biến thái quá tôi. Rồi có tiếp những... đi con tiếp dạ. đi tiếp đi. Trời nhiều cái lắm, để con ngồi lại con kể tiếp. Lúc mà mới quen á là ảnh có nói với con á là 1 tháng 30 ngày là sẽ chiều con, 24 ngày, còn 6 ngày á là những cái ngày con rụng dâu á là sẽ không có chiều con. Xong cưới về đi tỉnh hết 2 tuần, có khi 3 tuần, còn 1 tuần á xui á rơi trúng cái ngày con rụng dâu á là nguyên tháng nó con treo mỏ luôn. Thiệt là giờ biết làm sao giờ ta. Giờ em nó đi đó em nó đi xa rồi, ngày nó ập về thì con rụng râu thì giờ sao giờ? Nhưng mà những cái ngày mà ảnh không có đi tỉnh này nọ thì nó có chiều con không? Dạ có, mỗi lần mà con muốn chiều á là sáng đó con nói anh ơi sáng nay nhé ăn phở bò bỏ thêm đào hành thêm một cái lòng đào nữa nha anh, tối nay mình về méo 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 méo. Là anh hiểu rồi đúng không? Là hiểu. Hay quá, có gì được rồi, tại vì do hoàn cảnh đó, hoàn cảnh nó đẩy đưa, thấy không? Dạ đúng. Cho nên là ảnh đi làm mà đúng không con? Dạ. Chứ cũng mà lúc chưa cưới con không biết làm sao á, lúc chưa cưới ở Sài Gòn miết luôn á, là khả bài đủ luôn mà không biết sao đi tỉnh về, cưới về xong đi tỉnh miết luôn, không biết có trốn con không nữa. Mày hỏi đi. Anh trốn em không? Không, công việc mà sao trốn. Về cũng như là tiền bạc là kinh tế là cô ấy giữ hay sao? Dạ thì lương con cũng không biết nữa. Dạ tại vì bây giờ mình trả lương qua thẻ mà nó có cái chế độ internet banking đó chú Quốc Thuận. Xong rồi mày con vô điện thoại ảnh luôn là con cài sẵn cái chế độ mà chuyển tiền tự động. Giống như ảnh lãnh lương ngày 25 đúng không? Con sẽ cài ngày 30 tự động tiền của ảnh qua thẻ con, không cần phải nhắc. Trời ơi, hay quá. Cái này chắc chị phải chỉ cái này cho con Liên nhà em. Chỉ gì vậy? Chỉ cho nó xài cái chiêu này hay mà. Trời ơi chỉ làm gì, trời ơi bảo quán xuyến hết luôn á chứ. Thôi đừng có chỉ, cái chuyện của người ta mà kỳ cục rồi. Nói chứ con mong muốn Tuấn thay đổi cái gì nè? Dạ con chỉ mong muốn ảnh là chịu khó đi tập gym với con nhiều xíu để lại giảm cân có tốt cho sức khỏe. Rồi bớt nóng tính cọc cằn, rồi thương vợ xíu, thí dụ mà có làm cho vợ thì đừng có cằn nhằn. Còn con sao Tấn? Dạ con thì con muốn vợ con thay đổi là bớt bừa bộn, với lại bớt hay tính con nít trẻ con. Dạ vậy thôi à, chỉ có tính bừa bộn vậy thôi. Bây giờ 6 tháng này là hai đứa mới ở gần nhau có 6 tháng mà thực sự là ở chung nhà đó đúng không? Dạ. Thì là còn phải kiềm chế nhiều nữa, tính xấu con cứ cho lòi hết ra đi, lòi hết tính xấu ra, có gì lòi hết. Xong bắt đầu tối cái rủ rỉ giống như giờ nói chuyện nhau vậy nè. Bây giờ Tuấn nó muốn con đừng bừa bộn mà cô thấy cái đó hợp lý. Nói tối là... không có nói chuyện đâu cô Hồng Vân ơi. Tối về anh coi thế giới động vật không mà. Khoái hả? Thì coi đó hay mà coi cái đó hơn thì coi mấy khác. Nhưng mà lại không có tâm sự với vợ hả? Không nói chuyện. Hai đứa cùng coi một bộ phim nào đó rồi nói chung là có thể là không nói trực tiếp với nhau thì thông qua cái nội dung bộ phim đó. Ví dụ như con coi phim về về tình yêu chẳng hạn. Ví dụ như đó, có những cái phim nó gọi là cái dòng phim gì đó, cái dòng phim tình cảm á, cái dòng phim đó đó. Mình coi phim, đừng có coi phim bộ, coi phim lẻ cảm thôi, tâm lý á. Cái coi cái xong cái ví dụ như vừa con muốn Tuấn cái gì á, cái con sẽ nói trời ơi anh ơi, đó cái kiểu vậy đó em thích đó, em thích kiểu vậy đó, ví dụ vậy. Cái Tuấn nó nói đó, rồi em thấy không, phụ nữ mà nó không có bừa bộn, em thấy nhìn nó khỏe ghê không, thấy nó này đó, cái kiểu vậy đó. Cái tự nhiên mình góp ý nhau từ từ đó con, đối phương sẽ tự hiểu là bạn kia của mình muốn cái gì, thì tụi con có được khoảng một thời gian ngắn ngủi để mà tụi con có thể hoàn thiện nhau. Chứ bây giờ khi mà có em bé rồi đó là khỏi được những cái giây phút lãng mạn đó đi. Có em bé rồi là thôi đó, chỉ có chăm vô cho nó thôi chứ không có lãng mạn được đâu. Cho nên tranh thủ cái thời gian mà mình còn được tự do để mà mình sống hết mình cho nhau thì hưởng đi, hiểu không? Dạ. Đó. Hai đứa có muốn có em bé luôn chưa? Dạ hiện tại là con chưa, tại vì con còn ham chơi lắm, ảnh cũng ham chơi nữa. Đó. Nhưng mà trước khi mà có em bé thì chú có lời khuyên Tuấn á. Tuấn thì chắc không có nhậu nhẹt gì hả? Dạ không nhậu, bụng nước ngọt không phải bụng bia. Tuấn phải thật sự là giảm cân. Giảm cân tại vì mập quá nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ lắm. Nghe Tuấn nghe. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn chú. Rồi.